kia có tốt không? Em ừ đi anh thấy yên lòng. Em cần anh đến bên em không? Nay đời vẫn có anh còn ngóng trông. Đêm nào em thấy cô đơn không? Khi em ở bên cạnh người em luôn khát khao. Chẳng hiểu anh luôn yêu em nhưng tại sao lại để em đi? Khi yêu thương dùng thay thế là điếu thuốc lá và cà phê, những buồn tí không đường về và những tiếng nắng rơi đã trễ. Anh như món đồ thất lạc, không có nơi trở về. Những điều không mất sẽ không tìm, thương thì đời là thế. Anh nghĩ chuyện quá khứ, không tính chuyện tương lai. Em không bên anh hiện tại, nhưng vẫn thấy em từng ngày. Những thức phim, những lời nhạc câu xé, những câu chuyện chỉ buồn cười khi ta kể nhau nghe. Anh trở về thành phố này, điều là đã từng mang theo những kỷ niệm giờ em chả cần. Mẹ anh nói đây là nợ anh phải trả dần, nhưng bao lâu là thứ duy nhất mẹ không thể nói ra. Đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chưa cần vãn tối, với những cô gái nó là yêu thương khi gặp vài lần và chăn gối. Vài người bạn vẫn luôn có mặt, đỡ một phần nào trong tối. Tin nhắn dài anh gửi cho em, chỉ có điều là anh chưa từng vẫn giỏi cả. Em giờ nơi ấy có tốt không? Em ừ đi anh thấy yên lòng. Em cần anh đến bên em không? Nơi đây vẫn có anh còn ngóng trông. Đêm nào em tới cô đơn không? Khi em ở bên cạnh người em luôn khát khao. Chẳng hiểu anh luôn yêu em nhưng tại sao lại để em đi?